A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay A về Chào mừng tất cả các em học sinh đã quay trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Các em học sinh thân mến, Sách là nơi chứa đựng những kiến thức về nhiều ngành nghề, kinh nghiệm sống, các vấn đề xã hội hay cảm xúc của tác giả muốn gửi gắm đến người đọc. Sách là nơi tích lũy kiến thức của các nền văn minh trên thế giới, là nơi lưu giữ những thành tựu, di sản tinh thần của nhân loại. Đến với sách thì chúng ta sẽ có thêm được nhiều kiến thức, kỹ năng và bài nói ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu cho nhau nghe về những cuốn sách mà bản thân đã đọc để cùng nhau yêu sách và tìm sách đọc để đời sống của chúng ta trở nên phong phú hơn. Và trước khi đi vào nội dung thực hành cụ thể, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần định hướng. Như các em đã được học về cách thức giới thiệu một cuốn sách ở phần viết và các em có thể xem lại video trước. Trong phần nói và nghe thì chúng ta sẽ cần chuyển nội dung bài viết đó thành bài nói và các em lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất là chúng ta thuyết trình nội dung giới thiệu về một cuốn sách bằng lời nói, tức là chúng ta sẽ phải sử dụng văn nói chứ không phải là chúng ta đọc lại bài viết của mình. Thứ hai là chúng ta cần chọn cách nói phù hợp với đối tượng người nghe và với vấn đề này thì chúng ta cần phải xác định đối tượng người nghe, ví dụ như là các bạn học sinh trong lớp hay là giáo viên. Và cái lưu ý thứ ba đó là chúng ta cần phải sử dụng kết hợp với những phương tiện phi ngôn ngữ, ví dụ như là ánh mắt, nét mặt, cử chỉ và những cái phương tiện minh họa hỗ trợ để cho cái phần thuyết trình của chúng ta thêm rõ ràng, thú vị và hấp dẫn hơn. Với những lưu ý ở phần định hướng vừa rồi, chúng ta cùng chuyển sang nội dung số 2 của bài học, đó chính là phần thực hành. Bài tập đặt ra cho các em như sau: Hãy giới thiệu một cuốn sách mà em yêu thích với thầy cô và các bạn trong lớp. Với phần thực hành này, chúng ta cũng sẽ tiến hành với 4 bước. Bước thứ nhất là bước chuẩn bị. Ở bước này thì các em có thể xem lại mục A của phần chuẩn bị trong phần viết để có thể vận dụng thực hiện vào bài tập này. Đồng thời thì các em cần phải xác định một yếu tố rất quan trọng, đó chính là thời lượng thuyết trình và đối tượng nghe bài thuyết trình. Sau phần chuẩn bị, chúng ta đến với bước số 2 đó là bước tìm ý và lập dàn ý. Ở phần tìm ý thì cô đã tiến hành hướng dẫn các em. Ở phần viết giới thiệu về một cuốn sách rồi thì các em có thể sử dụng luôn. Với phần lập dàn ý thì chúng ta sẽ gồm có 3 phần chính như sau. Thứ nhất là phần mở đầu, các em cần có lời chào hỏi và giới thiệu cuốn sách mà các em yêu thích. Tiếp theo là phần nội dung chính thì các em sẽ lần lượt trình bày các thông tin chung về cuốn sách, nội dung, hình thức, giá trị, ý nghĩa của cuốn sách và sử dụng các hình ảnh, nội dung minh họa tương ứng. Và cuối cùng là phần kết thúc, các em cảm ơn và bày tỏ mong muốn nhận được phản hồi từ phía người nghe. Bước số 3 của chúng ta đó chính là bước thực hành nói và nghe. Các em sẽ tiến hành giới thiệu và nghe giới thiệu về cuốn sách. Ở cái phần trình bày bài nói này thì các em cũng cần phải lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất là Kem sẽ trình bày lần lượt các ý đã được xác định ở trong phần đề cương bài nói và ngoài ra là chúng ta sẽ sử dụng các cái lý lẽ và bằng chứng cụ thể à, dẫn từ cuốn sách hoặc là từ đời sống thực để có thể làm rõ vấn đề và ngoài ra trong quá trình giới thiệu cuốn sách đó các em có thể bộc lộ những cái suy nghĩ cảm xúc thái độ phù hợp và bước cuối cùng đó chính là bước kiểm tra và chỉnh sửa ở bước này thì các em sẽ tiến hành trao đổi về bài nói cụ thể với một số thông tin À, về phía người nói thì chúng ta có thể lắng nghe những cái nhận xét của các bạn và thầy cô về bài trình bày giúp kinh nghiệm về nội dung cách thức thái độ trình bày Đồng thời thì chúng ta cũng có thể tự đánh giá Ví dụ như là cái điều mà em hài lòng nhất Ở trong cái phần trình bày của mình là gì Và em muốn thay đổi điều gì ở trong bài trình bày đó Về phía người nghe thì các em cần kiểm tra Xem là việc nghe và ghi chép các nội dung thông tin Đã chính xác hay chưa Nêu những cái nhận xét về nội dung và hình thức bài trình bày Và về phần đánh giá thì các em sẽ Đưa ra những cái nhận xét đánh giá của mình Xem là bài bài trình bày của bạn Có thuyết phục hay không, lý do tại sao và điều mà em học được, tích lũy được từ cái bài nói của bạn là gì như vậy thì ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các em cùng nhau đi thực hành kỹ năng nói và nghe, giới thiệu về một cuốn sách. Hy vọng rằng với những giới thiệu và định hướng vừa rồi của cô, các em có thể tự giới thiệu cuốn sách mà mình yêu thích đối với mọi người xung quanh. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong buổi học tiếp theo. Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về sách